Ngày 30 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Trịnh, trợ lý của Phó Thủ tướng. Ông Trịnh bị điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh trên. Ông Nguyễn Văn Trịnh được bổ nhiệm làm trợ lý cho Phó Thủ tướng từ tháng 12 năm 2018. Trước đó ông là thư ký của Phó Thủ tướng và mang hàm vụ trưởng. Cơ quan điều tra xác định ông Trịnh có hành vi lợi dụng vị trí công tác can thiệp, tác động các đơn vị Cá nhân có trách nhiệm tại Bộ Y tế để công ty Việt Á được cấp số đăng ký lưu hành kit xét nghiệm Covid-19 trái quy định pháp luật, giúp công ty Việt Á tiêu thụ sản phẩm kit xét nghiệm Covid-19 tại các đơn vị địa phương, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước.